Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về việc tổ chức các chuyến bay chuyên chở người nhập cảnh Việt Nam. Tăng cường phối hợp, giám sát, quản lý chặt chẽ công tác tổ chức các chuyến bay, bảo đảm tần suất, đối tượng và số lượng người, chuyến bay theo kế hoạch được duyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không để lây nhiễm trong cơ sở cách ly và từ khu vực cách ly ra cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng trục lợi và không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.